điều cần làm sau khi bán hàng. Chào bạn, tôi là Đặng Thị Bắc. Hiện tại tôi là chủ tịch của công ty cổ phần quốc tế Bechtro Việt Nam, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Hàn Quốc Lili La La. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn những điều cần làm sau khi bán hàng. Nếu bạn đang là người bán hàng, chắc hẳn bạn đã biết, để tìm được thị trường đã khó, để tiếp cận được với thị trường đó càng khó hơn. Để tìm được khách hàng càng khó, để bán hàng thành công cho khách hàng đó càng khó hơn. Sau khi bán hàng thành công, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ quay trở lại bài toán tiếp tục tìm kiếm thị trường ư? Wow, đó là một bài toán, một công cuộc tìm kiếm không hề đơn giản. Nếu bạn đang cho rằng sau khi bán hàng thành công là kết thúc, no! Sau khi bán hàng thành công mới là sự khởi đầu của công cuộc bán hàng chính thức. Cách bạn chăm sóc khách hàng sẽ là cách để khách hàng quay trở lại tìm đến bạn. Và đây là nhóm khách hàng sẽ tạo đòn bẩy cho phần lớn doanh thu của bạn sau này. Tôi sẽ chỉ cho bạn những việc bạn phải làm sau khi bạn bán hàng thành công. Thứ nhất, trong vòng 48 tiếng kể từ khi khách hàng nhận sản phẩm, bạn phải gọi điện thoại và xác nhận xem khách hàng đã dùng sản phẩm hay chưa. Thứ hai, bạn phải liên tục theo dõi quá trình sử dụng sản phẩm của khách hàng, xem có phát sinh bất cứ vấn đề gì không. Nếu có, chúng ta cần phải xử lý ngay lập tức. Thứ ba, hãy gửi bức thư tay để cảm ơn khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. Thứ tư, hãy thu thập mọi cái phản hồi của khách hàng trong suốt quá trình trải nghiệm sử dụng sản phẩm, cũng như cái kết quả sử dụng sản phẩm của khách hàng và những cái trải nghiệm về dịch vụ mà mình đã phục vụ họ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Thứ năm, hãy trao thông tin về dịch vụ, về sản phẩm mới, về những chính sách ưu đãi dành cho khách hàng này càng sớm càng tốt khi có chương trình. Thứ sáu, hãy gửi những món quà nhỏ nhắn xinh xắn cho khách hàng vào những dịp đặc biệt. Hãy yêu thương khách hàng, hãy làm bạn với khách hàng. Bạn đã từng áp dụng những phương pháp mà tôi vừa kể trên hay chưa? Hãy áp dụng ngay hôm nay đi để sở hữu cho mình lượng data khách hàng thân thiết này nhé. Data khách hàng là kho báu của sự giàu có bền vững. Nên hãy coi khách hàng là một người khách mời tham dự bữa tiệc mà ở đó chúng ta là chủ nhà. Mỗi ngày hãy làm việc để mọi khía cạnh quan trọng của trải nghiệm khách hàng tốt hơn một chút. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh của Bắc. Bác yêu thương và biết ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.